7 lần lượt thả bom cháy xuống các đội quân đang tháo chạy vào rừng. Số quân sống sót sau những đợt không kích đều bị quân Đức bắt sống và tiêu diệt. Chính phủ những ngày đầu năm 1945, quân đội phát xít đánh mất hoàn toàn lợi thế trên mọi mặt trận. Phía Tây, quân đồng minh ồ ạt tiến. Xin chào. Sau khi chiến tranh thế, hai quốc gia đã nhanh chóng nắm